Hey, xin chào cả nhà. Quay trở lại chuyên mục nhiệm vụ đặc biệt Special Research lần này là một bộ nhiệm vụ mới toanh và có liên quan đến chức năng đã được trainer trông ngóng suốt từ đầu năm đến giờ. Đó là chức năng tiến hóa Mega. Bây giờ thì bọn mình sẽ bắt đầu điểm qua thông tin chi tiết liên quan đến bộ nhiệm vụ này ha. Ngày 17 tháng 6 2020 thì game bất ngờ tung một đoạn trailer chỉ vỏn vẹn là 24 giây với các khung hình bật mí về chức năng không lẫn vào đâu được, đó là Mega Evolution. Hứa hẹn sẽ ra mắt vào nửa sau của năm 2020. Tiếp đó thì trước thềm diễn ra sự kiện GoFest 2020, vào ngày 6 tháng 7 thì game tung ra Artworld nhân dịp kỷ niệm tròn 4 năm Pokemon Go được ra mắt. Và lần này là hé lộ chức năng Mega khi hình ảnh hai Mega Pokemon chiếm trọn Spotlight là Mega Lucario và Mega Charizard X, cho thấy thời điểm ra mắt không còn xa nữa. Cách đây vài ngày, vào 25 tháng 8 2020 thì fanpage Pokemon Go tung post hình ảnh nhá hàng vật phẩm mới được đồn đoán là đá Mega, và các bạn cũng đã biết đó là vật phẩm có tên Mega Energy. Cùng với các data miner thì các nhóm Pokemon nổ ra các cuộc tranh cãi về sự cải tiến chức năng này khi mà ra mắt trên game Pokemon Go với những tính năng vật phẩm được xem như khác hoàn toàn những phiên bản trước đó. Vào lúc 0 giờ ngày 28 tháng 8 thì chức năng chính thức được ra mắt kèm theo tình trạng là lag server trên diện rộng, cũng cho thấy được độ hot cũng như là sự mong đợi từ các trainer rất là lớn. Song song đó thì game cũng đồng thời ra mắt một bộ nhiệm vụ đặc biệt có tên là A Mega Discovery, vỏn vẹn với 4 bước để giới thiệu chức năng mới này đến các trainer. Thì bọn mình sẽ đi giải thích chi tiết từng bước cũng như là câu chuyện xoay quanh bộ nhiệm vụ này ha. Bước 1, bắt đầu hành trình với sự xuất hiện của giáo sư Willow. Ông giao cho bạn một cuộc điều tra trông có vẻ quy mô và có liên quan đến Pokemon thứ 13, Weedle. Ông phát hiện ra trong những bụi cỏ nơi mà có đàn Weedle tụ tập có vật thể phát ra ánh sáng lấp lánh kèm theo luồng năng lượng lạ mà ông chưa từng biết trước đây. Nó trông như là hình viên đá có khắc biểu tượng lạ trên đó. Ông phát hiện ra biểu tượng trùng khớp với tài liệu liên quan đến tiến hóa Mega mà một đồng nghiệp của ông tại vùng đất Kalos gửi tới, giáo sư Sycamore. Ông đặt tên cho vật thể đó là Mega Energy. Ông nhận thấy có một mối quan hệ rất lớn giữa vật thể này và Pokemon Weedle, nên nhờ bạn khám phá bí ẩn này. Đầu tiên, gửi 3 phần quà đến cho bạn bè, nhiệm vụ khá dễ và phần thưởng là 10 Pokeball. Thứ hai là nhận được một viên kẹo khi dắt Pokemon thú cưng. Bạn lựa các Pokemon chỉ cần dắt một cây cho một kẹo để hoàn thành nhiệm vụ này cho nhanh ha. Phần thưởng là 10 bình máu cỡ trung. Thứ ba là bắt 15 Pokemon bất kỳ ngoài tự nhiên và phần thưởng là 25 Mega Energy của Pokemon Beedrill. Phần thưởng tổng kết bước 1 là 5.000 điểm kinh nghiệm, 3 viên kẹo 7 màu và cơ hội bắt Pokemon Weedle có IV từ 66 đến 100%. Tiếp đến bước 2, giáo sư vui mừng khi bạn mang về một Pokemon Weedle ưng ý. Theo những tài liệu mà ông nghiên cứu được thì hình thái tiến hóa Mega chỉ có thể thực hiện ở hình dạng tiến hóa cấp 3 của Weedle là Beedrill. Ngoài ra thì tài liệu cũng cho thấy mỗi loài có dạng tiến hóa Mega khác nhau sẽ sử dụng Mega Energy khác nhau với số lượng nhất định. Hình thái Mega sẽ trả lại hình thái bình thường của nó khi lượng Mega Energy cạn kiệt. Lần tiến hóa đầu tiên lên Mega, các trainer sẽ tốn lượng Mega Energy nhiều nhất, nhưng những lần sau đó sẽ giảm dần vì mối liên kết giữa trainer và Pokemon đó thắt chặt hơn. Giáo sư yêu cầu bạn thử tiến hóa Pokemon Weedle vừa bắt được lên cấp cuối là Beedrill để xem có thể tìm đủ số lượng Mega Energy cần thiết mà tiến hóa hay không. Đầu tiên là tăng cấp một Pokemon bất kỳ lên 5 lần và phần thưởng là 20 kẹo Weedle. Thứ hai là tiến hóa một Pokemon Weedle bất kỳ lên cấp 2, Kakuna, và phần thưởng là 2.000 Stardust.
Thứ ba là chiến thắng 3 đội Team Go Rocket Grunt và phần thưởng là một thẻ đánh boss gần Remium Rail Pass. Phần thưởng tổng kết bước 2 là 5.000 điểm kinh nghiệm, một thẻ đổi chiêu dưới và 100 Mega Energy của Betrayal. Tiếp đến bước 3, ông ngạc nhiên khi bạn hoàn thành nhiệm vụ khá tốt và trông có vẻ như bạn có mối quan hệ kháng khích với Pokemon Betrayal và lúc này có thể sẵn sàng để tiến hóa Betrayal lên hình thái Mega được rồi. Ông phát hiện ra còn có một Pokemon khác có thể lên hình thái Mega nữa và cần thêm thời gian để nghiên cứu. Và bạn thắc mắc về việc làm sao để tìm Mega Energy cho các Pokemon, ông gợi ý rằng 3 Pokemon Starter, Mega Venusaur, Mega Charizard và Mega Blastoise đang có mặt trên Mega Rail trên toàn thế giới. Bạn có thể thu thập Mega Energy của Pokemon này bằng cách thử thách chúng. Hãy dùng Mega Betrayal của mình cùng với sự hợp sức từ các trainer khác để thực hiện các cuộc đột kích này. Giáo sư rất tò mò liệu các Mega Pokemon gây hiệu ứng như thế nào lên các Pokemon khác trong các trận chiến. Tại sao bạn không thử ha? Đầu tiên, chiến thắng một trận Rail bao gồm cả Mega Rail và phần thưởng là 6 hồi sinh nhỏ. Thứ hai là tham gia một trận Mega Rail bất kỳ và phần thưởng là 2 quả nho bạc. Mẹo ở đây là bạn chỉ cần một thẻ đánh boss, thực hiện một trận Mega Rail và chiến thắng sẽ trả được cả hai nhiệm vụ đầu tiên và thứ hai này. Thứ ba là bắt 10 Pokemon bất kỳ ngoài tự nhiên và phần thưởng là 6 bình máu cỡ lớn. Phần thưởng tổng kết bước 3 là 5.000 điểm kinh nghiệm, 3 viên kẹo 7 màu và 25 Mega Energy của Betrayal. Cuối cùng là bước 4. Ông quả quyết đây là một công trình nghiên cứu thành công sau khi mà bạn đã thu thập được một số lượng Mega Energy của các Pokemon khác. Ông nhấn mạnh các hoạt động mà bạn có thể cùng làm với Mega Pokemon song hành như là đánh gym, đấu đối kháng PvP cá nhân với trainer khác, đánh team Go Rocket, cũng như là chức năng chụp hình Gold Snapshot với Mega Pokemon đó. Vì sức mạnh đột biến của các Mega Pokemon mà hiện tại chưa thể xuất hiện được trong các giải đấu Go Battle League, ông cần thời gian để nghiên cứu thêm chức năng này. Sau cùng thì ông tặng bạn vật phẩm có tên là Mega Bracelet, xem như là phần thưởng nhiệm vụ và nó nằm trong danh mục ngoại trang nhân vật. Tại các khu vực khác thì các trainer tiến hóa Mega Pokemon thông qua vòng tay này, nhưng theo như nghiên cứu của ông thì Mega Energy có thể hiệu quả hơn mà không cần dùng đến vòng tay này. Ông mong bạn đón nhận món quà như là lời cảm ơn cho việc hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc và chúc bạn có những chuyến phiêu lưu thú vị sắp tới. 3 bước nhiệm vụ tự động hoàn thành và phần thưởng là 1.500 Stardust. Phần thưởng tổng kết bước 3 là 5.000 điểm kinh nghiệm, 1.500 Stardust và 25 Mega Energy của Betrayal. Đến bước này xem như là bạn đã hoàn tất bộ nhiệm vụ A Mega Discovery. Đây là bộ nhiệm vụ đặc biệt không giới hạn thời gian thực hiện nên các bạn mới chơi cứ thông thả mà làm thôi. Bên cạnh đó, game còn mở bán thêm 3 vật phẩm vòng tay Mega với 3 màu tương ứng với 3 độ là Valor, Mystic và Instinct với giá là 100 coin bên cạnh một vòng tay màu bạc do giáo sư tặng như là phụ kiện ngoại trang của nhân vật ha. Ok, cuối cùng là phần tổng kết thông tin bọn mình tóm tắt thuật ngữ có liên quan đến chức năng để các bạn dễ nắm cũng như là tra cứu thông tin được dễ hơn. Mega Pokemon là Pokemon tiến hóa dạng Mega trong thời gian nhất định bằng cách sử dụng vật phẩm Mega Energy, chỉ có thể tiến hóa dạng Mega một số loại Pokemon nhất định. Các bạn mới chơi chưa biết về khái niệm Mega Pokemon có thể tham khảo tại video này nè. Mega Energy là năng lượng Mega với hình thù đặc trưng, bọn mình tạm gọi là đá năng lượng Mega. Đây là vật phẩm dùng để tiến hóa Mega. Mỗi loại Pokemon khác nhau sử dụng loại đá tương ứng khác nhau và không tốn số lượng lưu trữ trong túi item. Mega Energy được quản lý tương tự như là kẹo tiến hóa và nằm trong phần thông tin chi tiết của Pokemon có dạng tiến hóa Mega đó. Mega Bracelet, vòng tay tiến hóa Mega. Tại các phiên bản trước đây của Pokemon thì đây mới là vật dụng để tiến hóa, nhưng trên phiên bản game Pokemon Go thì tính năng này được thay thế bởi Mega Energy và vòng tay chỉ có tác dụng như vật phẩm ngoại trang nhân vật, gọi nôm na là để trang trí đó.
Megarel, kiểu đánh boss mới với loại trứng được phân loại khác với 5 kiểu trứng đánh boss thông thường. Trứng này chỉ nở ra Mega Pokemon với tính năng tham chiến tương tự như là Rare Boss thông thường. Bọn mình sẽ nói rõ chức năng Megarel tại video này, các bạn có thể tham khảo ha. Ok, và đó là tất cả thông tin có liên quan đến bộ nhiệm vụ đặc biệt Omega Discovery. Cảm ơn đã xem video và đừng quên like cũng như là subscribe cho bọn mình. Có bất kỳ câu hỏi nào các bạn để lại dưới comment cho bọn mình biết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.